quà và hoa. Xin kính mời thầy Vũ Đình Nguyên. Xin kính mời cô Vũ Thúy Ngân. Xin kính mời cô Tạ Thị Tiếp. Xin kính mời cô Vũ Thị Diến. Xin kính mời cô Phạm Thị Hinh. Kính mời cô Phạm Thị Thanh. Kính mời cô Trần Thị Chuột. Kính mời cô Hoàng Thị Bền. Kính mời cô Phạm Thị Trường. Kính mời cô Nguyễn Thị Thủy. Kính mời cô Nguyễn Thị Thủy. Kính mời cô Phan Thị Thủy lên sân khấu để nhận quà và hoa. Xin kính mời ông Nguyễn Văn Lời, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, thầy Vũ Đức Anh, Chủ tịch Hội nên trao quà và hoa mừng thọ cho 12 vị giáo chức trên. Kính mời các thầy cô thượng giáo chức đứng theo danh sách và đọc tên để tặng hoa hoặc quà cho dễ ạ. Đầu tiên là thầy Vũ Đình Nguyên, cô Vũ Thúy Ngân. Đi được. Cô Tạ Thị Tiếp. Đau đầu gối quá. Cô Phạm Thị Hinh. Thế anh à? Cô Phạm Thị Thanh. Cô Trần Thị Chuột. Cô Hoàng Thị Bền, cô Phạm Thị Trường, cô Nguyễn Thị Thủy, cô Nguyễn Thị Thủy, cô Phan Thị Thủy, xin kính mời ạ. Mỗi củ thêm bó hoa là trẻ khỏe ra. Xin kính mời cô Phạm Thị Thanh đại diện cho 12 cựu tổ chức được chức thọ lên phát biểu ý kiến ạ. Nhiều năm chưa lắm.
Thành. Cụ Thành này chắc là 75. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy, các cô, hôm nay rất vinh dự và tự hào được là vẫn còn trụ được nhà giáo Việt Nam đến hôm nay. Và thay mặt cho các thầy các cô cựu giáo chức mà được mừng thọ, tôi xin chân thành gửi tới các vị đại biểu, các thầy các cô lời chào, lời chúc mừng sức khỏe và chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy các cô, hôm nay còn được đứng đây, chúng tôi có một chỗ dựa rất vững chắc, đó là tinh thần của một nhà giáo. Cho nên chúng tôi luôn rèn luyện sức khỏe để mình có sức khỏe và rất là mong muốn được nhiều lần chúc thọ như thế này. Hôm nay 75, có thể 8 năm, rồi 80, 85, 90, 95 và 100. Cho nên là rất mừng như thế. Cho nên tất cả mọi người chúng ta sẽ tham gia những các phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương để chúng ta rèn luyện thêm sức khỏe và có một cái nghị lực, mà cái chỗ dựa tinh thần nhất là nhà giáo Việt Nam. Và cuối cùng xin kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe và hạnh phúc, và xin phép hội nghị cho chúng tôi được biểu diễn một bài vũ điệu kết đoàn để thể hiện cái tinh thần đoàn kết của nhà giáo Việt Nam, và cũng là sức khỏe của kịch giáo chức hôm nay. Xin mời các thầy cô đến. Vâng, xin mời các cô kiểu giáo chức đã về hưu nên tặng hội nghị của chúng ta một tiết mục văn nghệ để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Xin kính mời hội. Hay quá. Vẫn đợi. Không, vẫn có mặt đông đủ. Thế, lên tìm bài. Lên tìm bài. Tìm bài cho các cô. Đẹp quá. Thôi, đẹp quá. Thế.